vì mối tình hai người chia tay, bốn người hạnh phúc trong số biết việt. Hồ Ngọc Hà ở bên Cường Đô La 8 năm không danh phận chính thức. Harry quân yêu tiến đạt có tiếng mà không có miếng. Diệp Tiên và Puka yêu 7 năm chỉ thiếu nhau một đám cưới. Hà Hồ, Cường Đô La, sau 8 năm yêu và 4 năm chung sống và có với nhau con trai Su Bell nhưng đến tháng 7 năm 2015 Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La chính thức đường ai nấy đi. Sau đó ít lâu, Cường Đô La cùng gia đình đem trầu cao đến hỏi cưới người đẹp họ đàm Thu Trang đám cưới chính thức được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận vào cuối tháng 8 năm 2019. Trái ngược với chồng cũ, Hồ Ngọc Hà không tìm biến đỗ bằng một cuộc hôn nhân mà cô hạnh phúc với tình yêu của nam diễn viên Kim Lý. Và sau mối tình hơn thập kỷ của Hà Hồ, Cường Đô La cả hai đã tìm được những hạnh phúc của riêng mình. Cường Đô La và Đàm Thu Trang có với nhau một tiểu công chúa Su Chin trong khi Hồ Ngọc Hà cũng vừa hạ sinh cho Kim Lý đôi thiên thần một trai một gái Lisa và Leon sau ba năm hẹn hò. Đặc biệt con trai Su Dao vẫn nhận được tình cảm từ bố Cường, mẹ Hà và cả bố Lý, mẹ Trang. Harry Quân, Đinh Tiến Đạt ngày 18 tháng 1 năm 2016, showbiz Việt được một phen sóng gió trước tin tức về việc chia tay của Harry Won và Đinh Tiến Đạt. Mối tình chín năm đẹp như mơ của Harry Won và Tiến Đạt kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối cũng như bất ngờ. Sau đó Trấn Thành, Harry Won đã đến với nhau và có một đám cưới cổ tích. Mỗi lần rông gió dư luận nổi lên, Trấn Thành đều đứng ra bảo vệ người yêu và nhận hết phần trách nhiệm về mình. Về phần Đinh Tiến Đạt, anh chính thức tổ chức đám cưới với cô dâu Thụy Vi vào tối ngày 30 tháng 12 năm 2019 sau 3 năm chia tay. Nếu Harry và Trấn Thành đang thăng hoa trong sự nghiệp và ngày càng nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu thích thì ngược lại cuộc sống hiện tại của Tiến Đạt và bà xã khá kín tiếng. Nhìn chung, cuộc sống của Tiến Đạt hiện tại khá yên bình và viên mãn. ca Diệp Tiên ca và Diệp Tiên trùng tiếng xét ái tình sau khi tham gia một game show hài năm 2016. Sau khi chương trình kết thúc, hai người chính thức hẹn hò. Chuyện tình của hai người cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình đôi bên cặp đôi từng có khoảng 3 năm sống chung, từng dự định kết hôn nhưng cuối cùng, cuộc tình ấy lại kết thúc đầy tiếc nuối. Sau khi chia tay, Diệp Tiên qua Mỹ định cư cùng gia đình. Kể từ khi đó, Diệp Tiên khá kín tiếng, anh hiếm khi chia sẻ điều gì về cuộc sống mới lên mạng xã hội. Sau 4 năm chia tay với Diệp Tiên, Puka cũng đã bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ và có cái kết viên mãn bên Gin Tuấn Kiệt. Cả hai đã về chung một nhà vào tối mùng 6 tháng 11, hôn lễ đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của dàn sao về tình đám. Trong ngày vui, cặp đôi khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ dành cho đối phương. Sau khi kết hôn, Puka và Kim Tuấn Kiệt thoải mái hiện diện trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cặp đôi còn chia sẻ đoạn video tiết lộ về cuộc sống đời thường. Ở thời điểm cuối năm này, vợ chồng Puka và Kim Tuấn Kiệt đang tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh và cùng nhau trang trí nhà cửa. Đang chú ý, sau khi trang trí xong cặp đôi còn trao nhau cái ôm đầy tình cảm và khiến cộng đồng mạng thêm ngưỡng mộ với cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào, lãng mạn và mặn nồng. Puka, Kim Tuấn Kiệt là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ ngoại hình đẹp đôi cùng những màn tương tác đầy ngọt ngào, dễ thương. Việc cặp đôi thông báo kết hôn khiến cư dân mạng không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng đẩy thuyền thành công, gặp được nhau, đến với nhau rồi rời xa nhau cũng là duyên phận, có thể đổ vỡ đó chỉ là sai người, sai thời điểm và chia tay không đáng sợ.